Ngày cuối tuần, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu ban ngày có nắng từ sớm, nắng mạnh vào thời điểm buổi trưa, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Chiều tối nay, mưa rào xuất hiện rải rác vài nơi. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh, ban ngày trời nắng, chiều tối nay có mưa rào vài nơi và dông. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối nay có mưa rào và có dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Huyện Côn Đảo ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Gió Tây Nam cấp 2, độ ẩm 85 đến 90%. Hải Phòng vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 17 tháng 8 năm 2024, mực nước cao nhất 343 cm vào lúc 1:45 và mức thấp nhất 65 cm vào lúc 18:45.